Wow. Chào cấp đại. Bên đó hôm nay làm gì? Đang làm giant slime. Vậy là bên đó nói là con làm slime Halloween khổng lồ. Wow, hôm nay bạn Peanut sẽ làm slime Halloween bằng những quả bóng này đây. Đây là những quả bóng có màu sắc của Halloween phải không Peanut? Màu gì Peanut? Màu đen. Và? Màu này màu gì? Màu cam. Đúng rồi, Halloween thì có màu đen và màu cam các bạn ơi. Đây là một quả bóng có hình một gương mặt nữa đây. Wow, dễ thương quá Peanut. Cái này là kêu chắc. Bây giờ mình chắc trang nhé. Ok các bé ơi, bây giờ bạn Peanut sẽ cắt cái quả bóng này ra nha. Oh, nothing happened. Give me the kiss sister please. Cắt một đi. Cắt bó. Oh. 1, 2, 3, cắt đi Peanut. Oh, it's okay. Thôi tiếp theo nha, đây là cái gì đây các bé ơi, các bé hãy theo dõi nha. Chúng mình sẽ cắt. This is food coloring. Okay, let's cut it out. Can you hold it? Yeah. Okay, you ready? Okay, cắt nha các bé. Woo. One, two, three. Ah! Two, three. Ah! Guys, this was on my face. And on your face. Guys, this is fun. Look at that. He's so cute. Yeah. I don't know how to cut it. Let me stand this side then. Ok, bây giờ đến cắt cái này nha các bé. Slap, ok. Rồi Peanut. Đây là những cái hạt xốp đây các bé ơi. Các bạn nhớ đăng ký kênh nhé. Để xem video mới các bạn nhớ nhé. Wow, đẹp quá. Đúng là slime Halloween đó các em. Nó màu cam luôn, những cái hạt này màu cam luôn. Bây giờ bạn Peanut sẽ khuấy lên nha. Slime này đẹp quá. Khoan đã Peanut. Bây giờ bạn Peanut sẽ khuấy lên nha. Guys, let's stir it up. Look at that. It's beautiful. Trên kênh của chị Bí Đỏ hôm qua cũng đã làm một video về slime Halloween rồi. Bạn nào chưa xem thì hãy vào kênh của chị Bí Đỏ và xem video này nhé. Mình đang trộn slime. Slime này đẹp quá. Slime này đẹp quá. It's almost done. But we need two more balloons. Ôi trời ơi, bạn Peanut cắt cái kim tuyến rồi. Đây kim tuyến ra rồi các em. Ok, bây giờ Peanut hãy bây giờ Peanut hãy khuấy lên nha. Mình đang trộn slime. Look at that. It's beautiful. It's all the slime. Yeah. Ooh. Wow, slime này ra sẽ rất là đẹp đây các bé ơi. Các bé hãy xem hết video nha. Yeah. Ah. Yeah. Đây là chất xúc tác dành cho slime. Now let's stir it up. Oh, it's really stuck to it. Is it turned into slime? Almost. Rồi bây giờ bạn Peanut sẽ tiếp tục trộn cái này và lát nữa nó sẽ thành slime. What is that? I can roll it. Cái đó cái gì vậy Peanut? I rolled it. Cái đó giống như bánh quá vậy. Bánh gì đó? Giống chè quá. Bánh carrot. Phải không? Carrot cake. Vậy nó tiếng gì? Nó là bánh cà rốt. Bánh cà rốt. Các bạn ơi, sang bà Peanut làm kìa. Nhìn buồn cười quá. Oh, is it
các bạn ơi, nhìn đây. Wow, Peanut làm slime thật là thành công. Kéo lên Peanut. Nó chảy xuống nè, Đúng rồi, đẹp. Wow. Look at that slime. Cảm ơn các bạn đã xem video của Peanut. Peanut cảm ơn nhiều. Hãy đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn. Bye. Bye. Trời ơi, rơi nhìn đây rồi. Thơm ra rồi. Giỏi quá. Các bé ơi, các bé có thấy bạn Peanut đang làm gì không? Bạn Peanut đang chơi. Peanut ơi, chào các bạn đi Peanut. Chào các bạn. Peanut đang làm gì? Nói tiếng Việt cho các bạn nghe nè. Nó là mình đang chơi xích đu. Mình đang chơi xích đu. Giỏi quá. Xích đu mới đó hả? Đúng rồi, xích đu mới. Ba làm cho Peanut phải không? Rồi, vậy Peanut đưa đi. Đưa cho các bạn xem nào. Đưa được không? Để chị Bí Đỡ sẽ giúp bé nha. Nắm chân bé luôn nè. Dính. Dính không? Dính không? À, dính tóc nè, nắm tóc luôn nè. Vậy nắm mũi nè, nắm mũi nè. Nắm miệng nè, nắm miệng. À, đừng có cắn ngón tay nha. Cắn ngón tay nè. Cắn hai ngón đi, cắn hai ngón. À, nhổ răng nè. Nhổ răng Peanut nè, đưa răng đây nhổ cho. No! No! Not time to twist it. Peanut đưa đi. Được không? Hay là cần phải giúp? Rồi, mở ba nhắm mắt lại. No, you have to twist it like this. No, you have to twist it like this. You have to twist it more. Peanut chơi xích đu đẹp quá. Daddy. Ừ, thấy chân Peanut rồi, nắm chân được không? Đi chân này, đi chân này nắm. I got in your finger. Làm gì, làm gì? This one. Cái này đẹp nè, bên đó đưa gì đẹp nè. Gần gần rồi, đưa đi. I keep the wolf out here. Okay, phụ té. I did it without hands. Chừng té coi, chừng té nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh nhé. Để xem video mới, các bạn nhớ nhé. Rồi bây giờ đến màn mango đập chén. Nó giỡn đây nha các bé. Mango giúp chị Bí Đỏ sắp xếp chén dĩa. Bé mango 8 tháng nhưng mà rất là giỏi các bé ơi. Bé mango biết chị giúp chị Bí Đỏ sắp xếp chén dĩa muỗng vào đây. Rồi, đừng có lấy đó nha Mango nha. Cái này đâm vô con mắt nha. Đây là cái máy rửa chén nha các bé. Hi baby. Rồi, bây giờ đến màn bé Mango trình diễn phao bơi mới mặc dù không có nước. Mango tập bơi trước nhưng mà tập bơi không có nước nha các bé nha. Yeah, I like to get it.